trân trọng giới thiệu cuốn nhật ký với tựa đề đường về nhật ký của sĩ quan đặc công phạm thiết kế siêu tầm và giới thiệu trần bình tám nhà xuất bản thanh niên năm xuất bản 2007 tập 4 ngày 22 tháng 6 năm 1968 nằm ở viện mình hoàn toàn yên tâm và tin tưởng ở phương pháp điều trị của y bác sĩ Họ bảo rằng vết thương ở gối mổ có thể nguy hiểm nên không mổ mà cứ để miếng đạn trong đó, sau này có điều kiện sẽ hay họ bảo là mổ lấy miếng đạn ra thì được thôi nhưng là mổ khớp gối nên dễ hỏng khớp mà hỏng khớp thì cái chân thẳng đứng chứ không co duỗi được cho nên bây giờ cứ thế là hơn mình cũng không suy nghĩ gì cả mà mình chỉ sợ rằng để miếng đạn lại trong ấy e không bò chạy được thì làm sao trở về đơn vị tiếp tục tham gia chiến đấu được đến nay vết thương đã lành và vẫn thấy đi lại bình thường được mình rất mừng như thế là vẫn còn trở về đơn vị và tiếp tục chiến đấu được Ai chẳng biết rằng ở lại làm cán bộ của viện thì khỏe và an toàn nữa, nhưng mình lại không thích như vậy. Mặc dù chân mình hiện nay đi lại vẫn còn ảnh hưởng. Ngày 2 tháng 7 năm 1968, sốt rét, Lại vẫn cái anh bạn cũ mà mình đã từng quen biết trên dọc Trường Sơn, mấy hôm nay lại đến thăm mình. Đáng lẽ mình ra viện trở về đơn vị rồi, nhưng vì bận tiếp đón anh ta nên đến hôm nay vẫn chưa ra được. Ngày 24 tháng 6, Nguyễn Thanh Phiên, b trưởng cùng đoàn đi trong đoàn mình đã hy sinh sau một cơn sốt rét ác tính thật tội nghiệp đời anh hai bốn tuổi xuân tươi vượt dãy trường sơn nối bước muôn người chào cha mẹ ra đi một chiều thu sáu bảy vì miền nam hiến dâng tất thảy hẹn người yêu chờ thống nhất em nghe thống nhất bắc nam như sợi chỉ xe nối hai đứa trong tình duyên cao đẹp quả tim nóng và niềm tin sắt thép trong chiến công chung có chiến công anh chẳng lớn trận đầu chiến thắng lừng danh bom đạn mỹ không quật anh ngã được Nguyễn Thanh Phiên chọn đời vì nước, anh hy sinh rồi, vì ác tính anh ơi. Ngoài trận tiền bom đạn tơi bời, anh vẫn sống, mà giờ đây anh chết, trên giường bệnh vì một cơn sốt rét. Xin vĩnh biệt anh, người đồng chí vinh quang, K77, thiết kế, ngày 8 tháng 7 năm 1968 trở về đơn vị. Nhớ đơn vị lắm nên mặc dầu chưa khỏi hẳn, nhưng mình vẫn quyết định xin về. Tưởng là sẽ được đi xuồng máy ai dè chạm lại dẫn bọn mình quốc bộ mới gay chứ mình hạ quyết tâm đây cũng là dịp thử thách đối với vết thương dù sao cũng phải đi lúc đầu thấy cũng dễ chịu nhưng càng về sau càng thấy khó chịu tê nhức và khó bước nhưng mình vẫn bám theo được tới con đường rẽ mình hỏi giao liên có phải rẽ đây không chưa tới đồng chí giao liên chỉ trả lời có thế vì tối xác định không rõ nên mình vẫn tiếp tục đi qua một con đường mình hỏi đồng chí giao liên đến con đường mòn đồng chí ấy chỉ mình rẽ vào nhưng đây là con đường hoàn toàn lạ nên mình quyết định mắc võng nằm ngủ chờ tới sáng. Về đến đơn vị, một không khí đầm ấm bao trùm lấy mình. Anh em hỏi han tiếu tiết, làm hộ chỗ nằm, đơn vị mình đã có nhiều thay đổi, một nửa là anh em mới, đơn vị đang học tập và chuẩn bị làm nhiệm vụ. Tinh thần anh em phấn khởi quyết tâm, số anh em cũ cũng có tiến bộ cậu đang sang làm chính trị C8, lập lên C phó và một số lớn lên cán bộ phân đội. Cái chân mình chạy vẫn còn đau, chưa biết rồi đây trong chiến đấu có ảnh hưởng gì không. Nhưng cái ảnh hưởng trước mắt là chạy không được nhanh. Ngày 27 tháng 7 năm 1968. Mình được gọi lên tiểu đoàn nhận nhiệm vụ, đồng chí Huân thay mặt thủ trưởng phòng giao nhiệm vụ cho mình làm chính trị viên phó tiểu đoàn bắt đầu từ hôm nay. Được trên tín nhiệm giao cho trọng trách, nhiệm vụ mới, mình thấy phấn khởi tự hào, đồng thời mình cũng thấy rằng bắt đầu từ giờ phút này mình nhận trách nhiệm nặng nề hơn vinh quang hơn trước đảng toàn tâm toàn ý phục vụ đảng và chưa hề từ chối một nhiệm vụ nào giờ đây trong sự nghiệp chống mỹ cứu nước được đảng giao nhiệm vụ mới mình nguyện sẽ không để phụ lòng tin cậy của đảng mình nguyện làm đứa con ưu tú của miền nam thành đồng của quảng nam trung dũng kiên cường đi đầu diện mỹ từ nay trách nhiệm nặng nề hơn đòi hỏi ở mình sự cố gắng nỗ lực hơn mình sẵn sàng phục vụ cho sự nghiệp của đảng với tất cả trí tuệ và sức lực của mình ngày 28 tháng 7 năm 1968. Hôm nay anh em ở C7 tổ chức liên hoan mừng mình được giao nhiệm vụ mới. Tình cảm cán bộ chiến sĩ thật đầm ấm. Cậu Găng, chính trị viên phó C đã đứng ra chủ trì các cậu trong chi bộ tứ, số, lục, mũi, kha, tròn, xiển, hòa, dung, hằng, trương tổ chức liên hoan mặn. Các cậu phải vất vả chạy vậy mới mua được hai con gà, một lít rượu, một hộp bia, thuốc A kể ra trong điều kiện chiến đấu khẩn trương, đơn vị lại chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới mà được như thế là một sự cố gắng lớn, một tình cảm mạnh mẽ. Trời mưa như cầm chính đổ nhưng bữa liên hoan vẫn rất vui. Hôm nay thiếu cậu Lan đi điều nghiên, mình ra về các cậu còn cố nhét vào túi mình hộp bia và gói thuốc A ra, thật cảm động. Mình biết rằng một ngày không xa tới các cậu sẽ bước vào cuộc chiến đấu quyết liệt với quân thù, mình siết chặt tay từng cậu một như muốn gửi tất cả tình cảm thương mến với từng cậu cái tình cảm trong đại gia đình quân đội nó thiêng liêng vậy đó. Ngày 29 tháng 7 năm 1968, mình được tiểu đoàn cử về dự hội nghị binh chủng để báo cáo trận đánh chẳng lớn của tiểu đoàn đêm 21 tháng 5 vừa qua. Hôm nay mình lên đường về phòng cùng anh Tấn và cậu Thơ. Ngày 23 tháng 8 năm 1968 khai mạc hội nghị đặc công toàn miền. Ngày 24 tháng 8 năm 1968, cháu Nga. Thật là một sự gặp gỡ bất ngờ. Trong cuộc hội nghị này đoàn PK6 có ba đồng chí nữ. Sau buổi liên hoan, đang ngồi nói chuyện thì đồng chí Tấn đến bảo mình có người nhà hòa quý đấy. Mình vội vàng lại ngay, một đồng chí nữ khoảng hơn 20 tuổi gọi mình bằng chú. Hỏi ra tưởng ai, té ra là cháu bà phiến. Mình cũng chẳng biết mình với Nga có bà con gì không nữa. Nhưng bây giờ cứ gọi là cậu cháu cái đã. Nga cũng là một nữ đặc công biệt động xuất sắc của Sài Gòn. Nga hiểu biết về gia đình mình cũng khá đây hôm nào cậu cháu sẽ ngồi tâm sự một bữa. Gặp cháu, cháu từ Sài Gòn lên, cậu ở Tây Ninh tới, 14 năm rồi vời vợi, cậu cháu xa nhau đôi ngả non sông. Hôm nay trong hội nghị binh chủng đặc công, cậu cháu gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi. Khi cậu ra đi cháu còn ít tuổi, chỉ là con bé hay tuổi hay hờn, mà nay đã là nữ biệt công đặc công của thành phố Hồ Chí Minh bất khuất, đem tuổi thanh xuân hiến dâng tổ quốc, nguy hiểm nhọc nhằn nào có kẻ chi tiếng gọi non sông như sức mạnh diệu kỳ, thôi thúc cháu tiến về phía trước, tuổi trẻ anh hùng bông hoa đất nước, mừng, cậu gặp cháu ngay trong hội nghị, cô cháu quê hương diệu hiền giản dị, như bao cô gái Việt Nam, trung hậu đảm đang bất khuất anh hùng, rất hiền hậu mà rất hiên ngang, không sức mạnh nào lay chuyển, phơi phới tuổi 20 cháu bước vào trận tuyến, với kẻ thù cháu là lưỡi kiếm thiên. đã bao phen làm giặc đảo điên, ngay giữa sài thành anh dũng, trí tâm thù mạnh hơn gươm súng cháu đã thắng rồi cháu về đây, nhìn cháu trưởng thành lòng cậu vui thay, hãy cố gắng tiến nhiều hơn cháu nhé. Thiết kế, ngày 8 tháng 9 năm 1968. Kế xin vĩnh biệt các bạn chiến đấu đã từng chung sống bên nhau trong đại gia đình quân đội, anh hổ, minh, bính, đắc, thủy, thoại, lễ, mong các anh nơi suối vàng yên nghỉ. Trong cuộc đấu tranh quyết tử với kẻ thù hung bạo nhất của thời đại chúng ta để giành quyền sống thiêng liêng cho dân tộc, chuyện mất còn là lẽ dĩ nhiên thôi. Chúng tôi, những người còn sống hứa với các anh sẽ noi gương chiến đấu. Quên mình của các anh, kiên quyết thực hiện bằng được mục tiêu chiến đấu của chúng ta là giành độc lập tự do. Chúng ta nhất định thắng. Tổ quốc nhất định sẽ độc lập và thống nhất. Ngày 26 tháng 9 năm 1968 cuộc chiến đấu ác liệt ở Thiện Ngôn. Lễ xuất quân hôm nay tổ chức khá chu đáo. Mình thay mặt ban chấp hành tiểu đoàn trao cờ mặt trận cho C8 để cắm trên nóc nhà số 10, nhà cố vấn Mỹ. Khí thế hừng hực, Lòng tin thắng lợi tràn ngập trong lòng cán bộ chiến sĩ. Mà không tin sao được khi mọi công tác chuẩn bị đã được tiến hành đầy đủ, địch thì bị khống chế đã lâu, tinh thần hoang mang cực độ, công sự bị phá hủy một phần, cấu trúc bên ngoài cũng như bên trong đều nắm được. Về ta, lực lượng đông, vũ khí trang bị mạnh. Có thể nói, đây là lần hiệp đồng lớn nhất giữa bộ binh với đặc công với một quy mô lớn. Hôm nay mình phụ trách ở tuyến thương binh, mình nằm ở nhà chờ giờ nổ súng 22 giờ bóng 9 giờ kém 20, tiếng súng ở thiện ngôn nổ dạn. Thôi lại vấp mìn sáng rồi, mình nghĩ bụng như vậy. Đến 10 giờ kém 15 lại vang tiếng súng rồi im bặt. Đến 22 giờ vẫn không nghe gì cả, rột mình như lửa đốt. Chờ mãi đến 23 giờ 15 tiếng súng tấn công mới bắt đầu. Lòng mình khấp khởi vui mừng, tin tưởng nhất định sẽ thắng lợi. Tiếng súng ở thiện ngôn vẫn nổ lai dai cho đến sáng. Thế này thì làm ăn không gọn rồi, 3 giờ ngày 27 tháng 9 mình ra tuyến đón thương binh. Đến 6 giờ thì thương binh bắt đầu về, lúc đầu còn ít, càng về sau càng nhiều, người chuyển không kịp. Riêng đặc công tụi mình đã hơn 40 đồng chí rồi, còn tử sĩ cũng hơn 30, nặng nhất là C7, đi 42, về còn có 3. Có thể nói đây là trận tổn thất nặng nề nhất kể từ khi xuống đường đến nay. Cán bộ chiến sĩ ta đều đau xót và căm tức là chưa giáp mặt với tụi nó mà đã hy sinh hầu hết thương binh tử sĩ của ta là do đạn súng cối của địch bắn ra và một ít của ta nữa. Thế là các đơn vị tham gia trận đánh đã không hoàn thành nhiệm vụ. Thua keo này ta bày keo khác, biết rằng trong cuộc đấu tranh quyết liệt với kẻ thù tất nhiên phải có tổn thất, nhưng sau lần này mình cảm thấy có cái gì đau xót, hàng ngũ cán bộ đã vĩnh biệt mình cũng nhiều, C7 coi như cán bộ phân đội trở lên không còn ai nữa. Hồng Sơn Con, xương máu của những người bạn ba đã đổ xuống vì sự nghiệp thiêng liêng giành độc tự do cho Tổ quốc, cho thế hệ các con. Trong cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, con đừng bao giờ quên công ơn đó. Hãy luôn vì đảng mà cống hiến đời mình, như ba và các đồng chí của ba. Ngày 5 tháng 10 năm 1968. Yếu hơn thiếu, cái phương châm đó mình đã được nghe nói đến từ lâu, nhưng chưa lần nào được chứng minh một cách rõ ràng đầy đủ như lần này. Thật vậy, sau trận chiến đấu ở Thiện Ngôn, hàng ngũ cán bộ trong đơn vị một số hy sinh, một số bị thương, do đó mà thiếu hụt nghiêm trọng trên bổ sung cũng chỉ có hạn mà chủ yếu là đào tạo từ dưới lên lần này có thể nói là ở dưới cũng không đủ để mà đào lên nữa có cậu vượt liền hai cấp có cậu từ a phó lên b trưởng từ b phó lên c phó nhìn hàng ngũ cán bộ theo dự kiến biên chế mới mà mình lo lắng băn khoăn không phải mình không tin vào lực lượng trẻ nhưng dù sao với một nhiệm vụ nặng nề như thế tránh sao được những khó khăn cái tình hình đó cũng đặt ra cho mình một trách nhiệm lớn là phải bồi dưỡng kèm cặp họ để họ đủ sức hoàn thành nhiệm vụ Đấy là yêu cầu của Đảng đòi hỏi mình lúc này. Chỉ tiến không lùi, chỉ thắng không bại, hãy lấy đó làm phương châm hành động. Ngày 7 tháng 10 năm 1968, mối tình đội 7. Đội 7, đơn vị mà mình làm chính trị viên ở đấy. Thời gian ở không lâu mà tình đồng chí, tình anh em đậm đà gắn bó. Giờ đây mình lên tiểu đoàn theo yêu cầu của Đảng, mình rời cái tổ ấm đội 7 trong một buổi liên hoan đầm ấm. Giờ đây đội 7 chỉ còn 12 đồng chí mỗi lần xuống đội bảy lòng mình lại thấy sao xuyến nhớ thương. Mới ngày nào vui vầy đông đủ mà giờ đây vắng mặt đã nhiều. Chiều nay trước lúc chuyển cứ, đội bảy lại mời mình xuống dự buổi liên hoan, mình về đây không phải là khách mà là người nhà. Cái tình mặn mà cứ ngày càng lắng sâu vào trong tâm hồn mình. Nguyễn Quang số cậu quản lý tận tụy và rất mực chu đáo sắp đến đây làm phân đội phó. Ừ, cách mạng là thế đó. Ngày 11 tháng 10 năm 1968, đội bom B-52. Từ ngày vào Nam chiến đấu đến nay kẻ ra nghe B-52 nổ súng nhiều, nhưng lần nào gần nhất phải cách 1 km. Còn lần này thì trực tiếp đội bom B-52. Đơn vị mình vừa mới về đây đến nay được 3 ngày, nghĩa là vừa củng cố xong chỗ ăn chỗ ở. Ở đây cách biên giới miên chừng 30 phút, là một vùng lâu nay tương đối yên ổn, có thể nói là ít vết tích chiến tranh, ở đây cũng có một đơn vị đã từng ở nhưng họ đã chuyển đi lâu. Hai hôm nay B-52 đánh ở hướng Nam cũng hơi xa chiều nay anh em đi lấy gạo chỉ còn lại ở nhà một ít, khoảng 15 giờ nghe tiếng B-52 bay thẳng về đơn vị, chỉ kịp hô anh em xuống hầm, thì tiếng bom đã nổ ầm ầm phía C-9. Loạt thứ nhất qua bom nổ gần phía C-9, 15 phút nữa sẽ đánh loạt thứ hai, đấy là quy luật của nó. Lệnh tất cả chuẩn bị đồ đạc gọn gàng sẵn sàng di chuyển. Loạt thứ hai lại đến, ngồi dưới chiếc hầm mà như ngồi trên võng, tiếng bom nổ chắc tai, hơi khói ùa vào hầm, cây cối ngã ảo ào rung chuyển hết loạt thứ hai mình lên khỏi hầm, nó đã đánh trúng C9, kiểu này thì nó sẽ đánh trúng cứ mất. Anh sang hạ lệnh toàn đơn vị chuyển về cứ dự bị cách đấy chừng 20 phút. Thế là loạt thứ hai nó đánh trúng hai hầm của C9, nhưng may là hầm đó anh em đều đi lấy gạo cả nên không việc gì. 17 giờ hôm nay nó tiếp tục đánh hai loạt nữa và lần này nó đã đánh trúng hoàn toàn cứ mình. Nhưng chúng đã uổng công vô ích, vì đơn vị mình đã đi hết rồi. Sức mạnh của không lực huy kỳ là thế đó mới nghe thì hùng hùng hổ hổ nhưng rốt cuộc thì chẳng làm nên trò chống gì dĩ nhiên là đừng chủ quan khinh thường nó lễ truy điệu hồng sơn con hôm nay ba mới tâm sự với con về nỗi xúc động trong tình cảm của ba hôm nay ba chủ trì lễ truy điệu để tưởng nhớ những đồng chí của ba đã vì tổ quốc hy sinh con biết không vài ngày trước đây trước lúc xuất quân trong buổi lễ trao cờ ba đã nắm chặt tay từng đồng chí và nghe những lời hứa hẹn sắt đá thế mà giờ đây họ không còn nữa không bao giờ ba gặp lại những đồng chí ấy con ạ à. Ba và các đồng đội của ba vô cùng thương tiếc nhưng cũng rất đỗi tự hào có những người đồng chí như thế Đó là đồng chí thế đại đội trưởng C7, lập C phó, nguyên chính trị viên C9, dẫn đầu đơn vị xông lên diệt địch Đó là đồng chí nghĩa C8 khi đơn vị gặp khó khăn do hàng rào chưa phá hết đã nói Cách mạng cần, tôi xin sẵn sàng nằm lên hàng rào cho đơn vị vượt qua Là đồng chí chuyện khi bị thương gãy chân đã yêu cầu đồng đội cắt chân mình cho khỏi vướng con, tất cả đều chỉ nghĩ rằng phải chiến đấu đến cùng cho nền độc lập tự do của dân tộc, mà các đồng chí của ba đã sẵn sàng hiến cả xương máu của mình. Ngày 17 tháng 10 năm 1968 lại di chuyển. Cuộc sống của bộ đội nay đây mai đó là chuyện dĩ nhiên. Có thể nói nửa tháng nay đơn vị mình chuyển liên tục, nhưng lần di chuyển này có nhiều khó khăn hơn. Đơn vị mình còn ít người mà súng đạn lại nhiều, gạo ăn 7 ngày lại ốm một số, đường đi thì địch thường bắn phá bằng pháo nhưng không khó khăn nào ngăn được chúng mình những chiến sĩ giải phóng chỉ tiến không lùi những chiến sĩ mà như tố hữu nói vẫn đôi dép lội chiến trường vẫn vành mũ mà coi thường hiểm nguy mỹ lắm máy bay tàu bò nhưng không tài nào đuổi kịp được đôi chân vạn dặm của ba và đồng đội của ba đấy con ạ à. sau này con có đi ô tô con cũng đừng quên rằng ba con và những đồng đội của ba đã đi bộ hàng ngàn cây số vượt dãy Trường Sơn và khắp các vùng đất miền Nam để diệt ngoại xâm con nhé rất gian khổ nhưng ba cũng rất tự hào được sống trong thời kỳ lịch sử oanh liệt nhất của dân tộc, mà như Tố Hữu nói. Ôi tổ quốc Giang Sơn hùng vĩ, đất anh hùng của thế kỷ 20, hãy kiêu hãnh trên tuyến đầu chống Mỹ, có miền Nam Anh dũng tuyệt vời, ngày 18 tháng 10 năm 1968. Tối nay đơn vị tạm dừng nghỉ lại một cứ cũ của giờ trước đây. Đây là một địa điểm mà B-52 đã chú ý, các đơn vị ở đây đều đã chuyển đi nơi khác. Nhưng tiểu đoàn mình quyết định ở lại đây, vì đây có hầm hố công sự, hơn nữa chắc gì tối nay chúng đã đánh. Mình đang nằm trên hầm nghe đài Hà Nội, buổi phát thanh công nhân thì B52 đến đánh cách 1 km. Rời khỏi công sự lúc này là rất nguy hiểm nên quyết định cứ ở đây, đến 22 giờ chúng lại đánh và đến 4 giờ ngày 19 tháng 10 chúng lại đánh nữa, lần này cách vị trí ở 400 m. Ban chấp hành Dê chúng mình quyết định chuyển lùi lại phía biên giới. Vừa đi được 1 giờ 15 phút thì chúng lại đánh chặn ngay phía trước. Thế là đành quyết định tiếp tục hành quân về vị trí mới của đơn vị. Đấy, sức mạnh của B52 là thế đó, chúng làm đổ gãy một số cây rừng vô tội. Còn quân giải phóng mình vẫn điềm nhiên uống nước trà trước mũi chúng. Tiếng bom nổ không át được tiếng cười lạc quan, tin tưởng. Về trình huấn chính trị ở phòng, mỗi lần trình huấn là một lần tôi luyện trưởng thành, là sức mạnh để đè bẹp kẻ thù, là chiến thắng vẻ vang. Mỗi lần chỉnh huấn là một lần được trang bị thêm loại vũ khí tối tân hiện đại nhất có thể phá vỡ mọi khối sắt thép của quân thù, vũ khí mà kẻ thù không bao giờ có thể có được. Ngày 31 tháng 10 trừ 1968. Tối nay tiểu đoàn mình xuất kích cùng D4 tập kích bọn Mỹ cụm ở sân bay Bà Chiêm. Anh xanh, anh tập khuyên mình không nên ra ngoài mặt trận mà nên ở cổng gác phòng thôi nhưng mình thì quyết tâm đi, mình muốn được cùng thử thách bom đạn với anh em, mình muốn được tôi luyện trong thực tế. Mặt khác mình đi sát anh em sẽ có tác dụng động viên cấp dưới và anh em một phần. Khí thế quyết tâm của đơn vị ra đi giết giặc lần này cũng phấn khởi tin tưởng như các lần trước. Lần này có thể nói tiểu đoàn mình xuất kích hầu hết là cán bộ chất lượng khá mạnh, 15 đồng chí trực tiếp chiến đấu bên trong. Mình nằm ở trạm quân y cùng nhẫn, cách địch chừng 700 mét. Ánh trăng mồng người sáng tỏ, pháo địch thỉnh thoảng vẫn bắn vu vơ ra bốn phía. Trăng đã lặn, mình hồi hộp nghe tiếng súng diệt thù bùng nổ, 2 giờ 25, tiếng súng cực nhanh, địch nổ pháo sáng bắn lên và từ đó súng nổ dồn dập ác liệt không còn phân biệt được súng ta hay súng địch nữa. Qua tiếng nổ mình cảm thấy trận chiến đấu không được ngon lắm, vì cái nghề đặc công của tụi mình đã nổ là phải dồn dập, mãnh liệt trong thời gian nhất định, và ngay từ đầu địch hoàn toàn không chống trả được hoặc chống trả rất yếu ớt. Trận đánh như vậy mới thắng lợi giòn giá. Đằng này mình nghe tiếng súng phản ứng khá mạnh, nhưng mình vẫn tin chắc chắn rằng nhất định đánh được vì chỉ còn 4 phút nữa là đến giờ nổ súng thôi. 4 giờ sáng rồi mà chưa thấy đồng chí nào trở ra cả, mình lo quá, không biết sự tình thế nào, máy bay địch thì đan trên trời đủ loại, đèn dù sáng rực, pháo địch bắn ra khu vực mình giữ dội chát cả tai. Hai cậu Phượng và Am liên lạc từ phía anh xanh đi từ lúc 11 giờ mà bây giờ 4 giờ mới đến chỗ mình. Mình lệnh phải quay lại bắt liên lạc với anh xanh và quay trở lại báo cáo. Hai cậu bảo là không quay lại được vì trời sáng đường trống. Trước khó khăn đó, thiếu suy nghĩ chín chắn, mình đã quyết định cho bộ phận chuyển thương binh 5 giờ rút về ngã ba đường. Trên đường trở về mình suy nghĩ khá nhiều về quyết định đó, thấm thía về cái quyết định không chính xác trên. Tại sao thương binh chưa ra đã rút, nếu thương binh ra đấy sẽ thế nào? Tại sao không quyết định hai cậu liên lạc phải dứt khoát báo cáo và bộ phận đón thương? Binh phải ở lại đấy chờ cho bằng được. Sai rồi thiết kế ơi, mày lại sợ bom đạn thằng địch rồi. Sau khi báo cáo sơ bộ tình hình với chính ủy 5 phút, mình lập tức đưa một tổ quay trở lại đón thương binh. May quá ra gần lộ đỏ thì gặp thương binh và anh em đang đi về, còn ba đồng chí nữa, Măng, Nghĩa, Hải chưa thấy về. Mình tổ chức một tổ trở sang tìm toàn bộ khu vực tác chiến mặc cho máy bay bom đạn địch bắn phá, đến 14 giờ 30 tổ trở về báo cáo là không tìm thấy. Trận này ta đã tiêu diệt địch được nhiều địch và phương tiện chiến tranh của chúng. Ta đã hy sinh năm và bị thương năm có thể nói rằng một đồng chí hy sinh lần này là mất một hạt giống, một nòng cốt của đơn vị. Đành rằng chiến đấu phải có hy sinh nhưng tránh sao khỏi bùi ngùi luyến tiếc. Ngày 1 tháng 11 năm 1968. Sắp đến ngày chết, thằng địch càng tỏ ra ngoan cố và tàn bạo hết sức. Chúng dùng B-52, phản lực, trực thăng võ trang bắn phá bừa bãi khu vực đóng quân của tiểu đoàn mình. Chúng đổ một tiểu đoàn Mỹ xuống trảng 3, vũng thuộc khu vực đóng quân thằng Mỹ cố làm ra vẻ ta đây còn mạnh nhưng thực ra vừa đi vừa run đấy. Đơn vị mình vẫn bình tĩnh gan góc bám sát mọi hành động của chúng và chuẩn bị cho chúng những bài học đích đáng. Ngày 2 tháng 11 năm 1968 Hôm nay, C-9 bộ phận trinh sát D-4 đã chạm chán với bọn Mỹ, anh cả đỏ. Bộ phận trinh sát đi với anh xanh sang C-9 bị phục kích cách 15 mét, chúng nổ súng nhưng chỉ có quý bị thương nhẹ. Thằng địch bắn cũng tồi, mà các cậu trinh sát nhà mình quan sát cũng dở. Nghe anh xanh kể mà hú vía, tụi nó phục sẵn mà anh xanh và ba cậu trinh sát vẫn không hay biết gì cả, đàng hoàng gia chẳng uống nước, gỡ bản đồ ra nghiên cứu đến khi nghe nó hô bắn mới biết mà ủ chạy. Thôi thì bất kể cây cối bụi bờ gì nữa, chứ chạy như tề thiên đại thánh ngày xưa vậy. C9 đánh quyết liệt được một số địch, thu một az 15 một M-72 và một số quân trang khác, bên ta không ai việc gì đánh như vậy là rất tốt. Cậu hậu, ông vua sợ phi pháo mà cũng diệt được giặc Mỹ, còn cậu tiến con cũng bắn chết hai thằng Mỹ nữa cơ mà. Thằng số và thằng siềng sang chi viện mà súng không mở chốt an toàn, đi không chú ý quan sát nên cách 5 mét mới phát hiện được địch, chưa kịp bắn thì địch đã bắn trước rồi. Thế là cậu số bỏ cả súng chạy, kiểu này không khéo thằng số nó bể mặt, thụ, đào đi lấy gạo cũng gặp Mỹ, thụ bị hy sinh, thật tội nghiệp nó, tối nay mới cho lấy về mai tán được. Mấy hôm nay anh em khá căng thẳng, gạo cũng đang gai, phải ăn ngày bữa cơm bữa cháo mà đánh giặc nhưng được cái tinh thần tư tưởng anh em vẫn tốt. Tuy vậy cũng có một số không chịu nổi ác liệt, ngại hy sinh nên đã chạy trốn, đó là ba cậu trinh sát nhượng, Xuyền, Hé, C7, các cậu ấy đều là người dân tộc mường. Đấy cũng là một vấn đề đặt ra cho những người cán bộ chính trị như mình nghiên cứu giải quyết. Ngày 3 tháng 11 năm 1968 chính phủ ta tuyên bố thế là mỹ đã phải thua và ta đã thắng chính phủ mỹ buộc phải tuyên bố ngừng hoàn toàn và vô điều kiện việc ném bom bắn phá trên toàn bộ lãnh thổ miền bắc bằng không quân hải quân và pháo binh đây là một thắng lợi hết sức to lớn của cả nước ta của phe xã hội chủ nghĩa của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới và của nhân dân tiến bộ mỹ mình vô cùng vui mừng và phấn khởi trước thắng lợi to lớn đó nhưng tổ quốc việt nam chưa được độc lập và thống nhất thì những đứa con của tổ quốc việt nam như mình còn tiếp tục nắm chắc tay súng sốc tới tiêu diệt kẻ thù cho đến khi giành được thắng lợi hoàn toàn là độc lập thống nhất như bác kính yêu đã nói chiến đấu cho đến lúc nào không còn một tên giặc mỹ trên đất nước ta gian khổ ác liệt rồi sẽ đến nhưng thiết kế này sẽ là cây lim giữa rừng trường sơn bất khuất chứ không phải cây liễu rủ bên hồ lửa thử vàng là lúc này đây không vui mừng phấn khởi sao được khi mà tổ quốc ta nhân dân ta một dân tộc anh hùng có truyền thống bất khuất chống giặc ngoại xâm đã từng chiến thắng rất vẻ vang những đạo quân xâm lược hùng mạnh như quân nguyên mông thế kỷ 13, đội quân đánh đầu thắng đó nhưng ba lần xâm lấn nước ta là ba lần thất bại. Rồi đế quốc Pháp, một tên cường quốc có đội quân viễn trinh chuyên nghề xâm lược, thế mà sau 9 năm chiến đấu anh dũng, quân dân ta đã đánh bại chúng bằng trận điện biên phủ lịch sử năm 1954. Nay đến đế quốc Mỹ, một tên tự xưng là mạnh nhất, giàu nhất trong phe đế quốc, với sức mạnh không thể tưởng tượng được của cái, không lực huy kỳ, với đủ thứ tên giật gân, thần sấm, con ma, thanh bảo kiếm, giặc nhà trời, chim ưng, khi mới tiến hành chiến tranh phá hoại, tụi tướng tá Mỹ Láo Sược tuyên bố là sẽ làm cho miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đá. Thật đáng mỉa mai cho chúng nó, miền Bắc không những không trở lại thời kỳ đồ đá như chúng mơ tưởng mà ngược lại miền Bắc vẫn tiếp tục tiến lên xã hội chủ nghĩa mạnh hơn và chi viện cho miền Nam tích cực hơn. Thế là một bước nữa ta thắng, Mỹ thua tự hào biết bao khi một lần nữa dân tộc Việt Nam ta đã thắng một tên hung bạo của thế kỷ 20. Ngày 28 tháng 12 năm 1968, trách nhiệm nặng nề. Theo sự sắp xếp của đoàn thì từ nay mình sẽ phụ trách chính trị viên trưởng tiểu đoàn 3 này cùng với cậu Lan, phụ trách về mặt quân sự. Còn anh Tập, anh Xanh sẽ về phòng nhận công tác khác. Nhận trách nhiệm đó mình vừa thấy vinh dự và tự hào là được đảng và cấp trên tín nhiệm tin tưởng giao cho trọng trách đó đồng thời mình cũng thấy lo lắng đối với nhiệm vụ nặng nề này. Không lo sao được khi mình mới từ chính trị viên đại đội lên chính trị viên phó tiểu đoàn mới được 3 tháng mà nay phải gánh vác trách nhiệm chủ chốt lãnh đạo chỉ huy một tiểu đoàn trong chiến đấu, mà nhất là chiến đấu trong giai đoạn quyết liệt này. Mình cũng tự tin ở khả năng của mình và sự tín nhiệm giúp đỡ của trên cũng như sự đoàn kết giúp đỡ của cấp dưới và anh em toàn đoàn nhất định mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thiết kế ơi, hãy nỗ lực tiến lên nghe. Chiến tranh là điều kiện thử thách khắc nghiệt nhất đối với mỗi cán bộ chiến sĩ và chiến tranh đó cũng là trường đào tạo những cán bộ xuất sắc của quân đội. Thiết kế này quyết luyện mình thành thép trong ngọn lửa chiến tranh chống Mỹ vô cùng ác liệt này. Hãy nhớ lời bác dạy, hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi. Ngày 16 tháng 12 năm 1968 những chiến sĩ gan vàng dạ sắt. Lòng mình xúc động mãnh liệt, vừa đau đớn vừa tự hào khi nhìn đồng chí Nguyễn Văn Bộ trinh sát viên C7 nằm trên bàn phẫu thuật với hai vết thương khá nặng ở lưng sát cột sống và bể xương vai. Ngày bộ nhận nhiệm vụ của D cùng đồng chí tứ chính trị viên C7 đi điều nghiên là lúc bệnh sốt rét đang hoành hành cơ thể anh, nước da xanh mét, cơm ăn không được nhiều nhưng bộ vẫn phấn khởi hăm hở ra đi không một mảy may do dự. Với quyết tâm gang thép, với tinh thần dũng cảm tuyệt vời, Nguyễn Văn Bộ đã cùng đồng chí chính trị viên của mình vượt qua tầm phi pháo ác liệt của địch, khéo léo vượt qua hệ thống hàng rào tám lớp và mìn của địch, điều tra nắm chắc hệ thống bố trí của chúng trong cũng như ngoài. Chẳng may trên đường trở ra bị địch phục kích giữa các lớp rào, nên đồng chí chính trị viên đã hy sinh còn bộ bị thương nặng. Cam thù kẻ địch đến cực độ, bộ định rút chốt lựu đạn tiêu diệt kẻ thù nhưng nghĩ đến nhiệm vụ của mình là đi điều nghiên nắm tình hình địch, không được làm lộ nên bộ nén căm hờn, bỏ lại bên xác đồng chí chính trị viên định đưa ra, nhưng sức bộ không còn nữa, ôm người chính trị viên lần cuối rồi bộ vĩnh biệt. Bò về với quyết tâm sắt đá, phải về bằng được để báo cáo kết quả điều nghiên với trên để có kế hoạch tiêu diệt địch trả thù cho đồng chí. Vết thương mỗi lúc một đau, lúc đầu còn cố đi được vài trăm mét, dần dần chỉ còn đủ sức bò được 10 mét là phải nghỉ, ba ngày bốn đêm nhịn đói nhịn khát luồn rừng như vậy nhưng bộ vẫn không hề nao núng. Đói quá bứt lá cây ăn lót dạ, khát quá thì đái ra mà uống. Nếu gặp địch thì dùng quả lựu đạn độc nhất quyết tử với chúng. Vết thương trên người anh lâu ngày không băng bó đã sinh giỏi nhìn những con giòi đang cắn rút vết thương anh mà tôi tưởng như đang đục khoét trái tim tôi. Bộ cầm tay tôi nước mắt giàn rụa, bộ không nói nên lời nhưng tôi hiểu lòng bộ, những giọt nước mắt từ khóe mắt anh lăn xuống tay tôi không phải là những giọt nước mắt đau buồn, thê thảm hay những giọt nước mắt vui mừng, sung sướng mà là những giọt nước mắt căm hờn nóng bỏng đối với quân cướp nước đang cháy trong lòng anh, những giọt nước mắt thúc giục tôi sốc tới. Bộ nói với tôi như van nài, thủ trưởng đánh đi, đánh đi thôi thủ trưởng, đánh đi chứ tôi tức lắm và bộ không giấu được nỗi buồn khi bộ nói, tôi không chiến đấu được nữa. Đó là nỗi buồn của người chiến sĩ không được trực tiếp cầm súng trả thù. Nguyễn Văn Bộ đã thắng, đã nêu một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách. Mạng, chia tay Nguyễn Văn Bộ đi viện, lòng tôi tràn ngập thương mến tự hào đối với người chiến sĩ của mình. Nguyễn Bá Hòa, với ý định của cấp trên, tiểu đoàn quyết định đại đội 7 tiếp tục tổ chức bộ phận đi điều nghiên. Ngay khi bàn cái để đưa ra quyết định này, mình cũng thấy những khó khăn rất lớn đối với đội 7, thứ nhất là đồng chí tứ và bộ chưa thấy về, không rõ hy sinh, bị lạc hay bị bắt. Hàng ngũ cán bộ không còn ai cả, cán bộ phân đội ốm đau hết. Khí thế đơn vị trầm lặng, hướng đó địch đã chú ý, có thể nói là nhiều khó khăn rất lớn mà phải nỗ lực mới khắc phục được. Cái khó khăn lớn nhất là tư tưởng và quyết tâm của cán bộ và đơn vị, nhất là của cán bộ. Để tổ chức tiếp tục điều nghiên lại tốt mình thay mặt đảng ủy và thủ trưởng tiểu đoàn trực tiếp động viên và giao nhiệm vụ cho C7. Nhìn vào cán bộ C7 thì chỉ có Kha là phân đội trưởng còn tất cả đều là phân đội phó. Sau đó nói rõ yêu cầu nhiệm vụ, tình hình địch và quyết tâm của đảng ủy, mình hỏi có đồng chí nào sung phong nhận nhiệm vụ. Đồng chí sung phong đầu tiên là Kha và Hòa. Mình đặc biệt chú ý đến Nguyễn Bá Hòa, cảm tình đảng chi bộ đã xét và lá đơn xin vào đảng của đồng chí ấy đang nằm trong cặp mình đây. Hòa còn trẻ, mới 19 tuổi, trong chiến đấu rất hăng hái dũng cảm. Hai lần đi điều nghiên ở hai mục tiêu trảng lớn và thiện ngôn đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hòa bị thương trong trận 26 tháng 9 và hiện nay vết thương chưa được hồi phục, hòa lại đang sốt xét. Để hòa đi liệu hòa có đủ sức hoàn thành nhiệm vụ hay không? Mình phân vân điều đó nhưng mình nghĩ rằng, với quyết tâm của hòa nhất định hòa sẽ vượt qua được. Đây cũng là thử thách lớn trước khi hòa đứng vào hàng ngũ đảng Quang Vinh suốt đêm qua mình thao thức theo dõi mọi phản ứng của địch. Mỗi lần tiếng súng từ hướng bà chiêm dội lại là mỗi lần mình băn khoăn lo lắng. Trong khi đó, Hòa và đồng đội vừa đến hàng rào của địch, theo quy luật chúng tập trung cối bắn mạnh ra, không may chúng bộ phận của Hòa. Không chần chừ, Hòa lao thẳng vào hàng rào và khi không bắt được liên lạc với đồng đội phía sau, nghĩ đến nhiệm vụ, Hòa quyết tâm một mình cũng điều nghiên bằng được. Với kỹ thuật điêu luyện, với tinh thần hăng hái, gan dạ, mưu trí. Hòa đã vượt qua 8 lớp rào mìn và lọt qua tuyến phòng thủ bên ngoài của địch, nắm được tình hình bên trong của chúng. Nguyễn Bá Hòa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở về an toàn. Nguyễn Bá Hòa đã được vinh dự kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam Quang Vinh. Ngày 22 tháng 12 năm 1968, Hồng Sơn yêu quý của ba. Ngày mai ba sẽ bước vào cuộc chiến đấu mới. Lần này ba chiến đấu không phải với cương vị người chính trị viên đại đội như trận đánh trảng lớn 21 tháng 5 trước đây, mà ba ở cương vị chính trị tiểu đoàn ở sở chỉ huy chứ không phải dẫn đơn vị sông vào trận như trước ở chỉ huy sở con đừng tưởng là ba ở xa đâu nhé ba chỉ ở cách hàng rào kẻ địch có mấy chục thước thôi nghĩa là ở trong tầm các loại hỏa lực của kẻ địch còn có biết tiểu đoàn ba lần này sẽ hỏi tội kẻ nào không kẻ thù của ba và đơn vị ba lần này là một tiểu đoàn tăng cường của sư đoàn kỵ binh bay quân mỹ cái sư đoàn con cưng của mcnamara cựu bộ trưởng mỹ đã đẻ ra Lần này tiểu đoàn 3 nhất định sẽ cho nó một đòn trời giáng. Khi được lệnh sẽ tác chiến bọn này, còn có biết những đồng đội của ba đã phấn khởi và quyết tâm như thế nào không? Anh em ai cũng đòi trực tiếp hỏi tội chúng cả, kể cả những đồng chí đang sốt xét nữa, ba phải chỉ thị họ ở nhà họ mới chịu đấy, như Nguyễn Văn Bộ, Nguyễn Bá Hòa mà ba đã kể trước đây. Hiện nay ba và đơn vị ba đang chuẩn bị khẩn trương mọi mặt trước khi bước vào trận đánh. Còn biết đó, đối với đơn vị ba đơn vị đặc công thì công tác chuẩn bị vô cùng công phu gian khổ khó khăn nguy hiểm để chuẩn bị cho trận này tiểu đoàn ba đã hy sinh một đồng chí chính trị viên đại đội và bị thương bốn đồng chí khác mối thù đó ba và đơn vị ba đã hứa bắt chúng phải đền tội con hãy chờ tin thắng trận nghe tặng cô gái giao liên ngày lại ngày anh vẫn gặp em trên hành lang thắng mỹ cô gái miền nam người giao liên giản dị đón khách qua đường ngày tháng say mê sao mai gọi em đi sau hôm đón em về, khẩu súng bên mình cùng em nhịp bước, nòng súng hôn lên mái tóc xanh đen óng ngượt, cùng chiếc nón tai mèo như đóa hoa sen, bay dập dần theo nhịp bước của em, hỡi em người dũng sĩ giao liên, đã bao đêm rồi em chưa chọn giấc, đã bao đêm dài em vội nắng tắm xương, thức với miền Nam đi với chiến trường, chiến đấu đêm ngày không hề mệt mỏi, mỗi tiếng súng vang như tiếng gọi, đang chờ em tiếp đạn diệt thù, chờ mong những đoàn quân tiếp sức, và những tình thương rào rạt mỗi lá thư. Chứa chăn tình em trong mưa đêm, nắng gắt, nghe ngọt ngào như bát nước rửa thơm, trên đất chiến hào bao người đang khát, cảm ơn em, người con gái giao liên, thiết kế, ngày 28 tháng 12 năm 1968 Điều nghiên, đối với binh chủng đặc công thì công tác điều nghiên là một nhiệm vụ vô cùng nặng nề và cũng vô cùng quan trọng, nó đòi hỏi phải tuyệt đối trung thành, dũng cảm kiên cường, bình tĩnh sáng suốt, mưu trí linh hoạt, kiên trì bền bỉ nếu không có những đức tính đó thì không thể hoàn thành nhiệm vụ điều nghiên được. Thật vậy, trong công tác điều nghiên mục tiêu ích lần này, cậu các chính trị viên phó C48 đã bộc lộ như vậy. Đối với mục tiêu này cũng phải nói là công tác điều nghiên khá gây gâu gian khổ và nguy hiểm. Địch phục kích trên đường tiếp cận, địch phục kích giữa các lớp rào, địch bắn cối rất mạnh ra xung quanh. Bộ phận điều nghiên đã hy sinh một bị thương năm rồi. Trước tình hình đó C48 đã đi 5 lần rồi mà vẫn chưa hạ quyết tâm được vì lần nào cũng gặp địch. Có phải không thể vào được không? Có phải có vào mà không có ra như đồng chí Cát nói không? Nhất định là không, vì sơ hở của địch là bản chất của nó cơ mà. Mình vẫn tiếp tục động viên và giao nhiệm vụ cho C48 tiếp tục đi và hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ. Đấy, kết luận của vấn đề là thế đó. Ngày 16 tháng 1 năm 1969, đánh hụt sự đời con nhà lính là thế đó. Được anh Mười và anh Năm Phúc thủ trưởng phòng trực tiếp chỉ đạo và động viên đơn vị, đơn vị mình xuất quân với một khí thế tương bừng chiến thắng. Đêm nay trời tối, mưa nặng hạt, thật là một đêm lý tưởng đối với nghề chúng mình. Đêm nay địch cũng ít hoạt động phi pháo, đơn vị đã đi đến vị trí tập kết vẫn an toàn. Mình thấy mừng trong bụng, cũng lúc này bộ phận cắt rào quay lại báo là có địch phục ngang đường không đi được. Đã 19 giờ 30 rồi mình tranh thủ hội ý với anh xanh và quyết định tổ chức bám cắt đường vòng qua. Quyết định đó nhất trí với anh mười giao cho anh xanh trực tiếp tổ chức. Trời vẫn mưa xối xả, quần áo ướt sũng, người run cầm cập. Mình tranh thủ hội ý cán bộ các đội, động viên đơn vị giữ vững quyết tâm. Hai tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy tin tức gì về anh xanh cả, mình sốt ruột quá, cho liên lạc đi hai lần đều không bắt được liên lạc, 22 giờ mới có liên lạc về và đơn vị mới tiếp tục đi gần đến mục tiêu thì thình lình hai tiếng lựu đạn nổ gần đội hình C-48. Thế là hàng ngũ rối loạn, một số chạy toán vào rừng, phải mất 30 phút mới nắm lại được. Đã không giờ 30 rồi, giờ nổ súng đã đến, theo ý kiến anh Mười, mình quyết định tiếp tục vào kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Đến hàng rào lúc 1 giờ 30, anh Xanh đi liên lạc các mũi C9 và C8 vào sai cửa mở, C48 thì không vào. Trước tình hình đó, mình quyết định cắt mở cửa mới C8 hai mũi, C9, một mũi, 30 phút sau được lệnh anh 10 cho rút ra. C9 đã cắt được một rào, C8 đến 3 giờ mới ra và đã cắt được 8 rào, tức là đã cắt xong. Rào, thế là một trận đánh hụt, trên đường về mình thấy bứt rứt khó chịu. Chỉ vì tổ chức bám địch không chặt mà lỡ mất thời cơ, không hoàn thành nhiệm vụ. Ngày 20 tháng 1 năm 1969, tiếp tục điều nghiên. Chưa đánh được thì tiếp tục đánh, nhiệm vụ của chúng mình là đánh Mỹ mà, cũng không có gì làm lạ. Nhưng vấn đề ở đây là tổ chức đánh lại trong điều kiện đã lộ mà trước hết là vấn đề điều nghiên. Rút kinh nghiệm vừa qua, lần này mình tập trung ba vấn đề phải giải quyết để đảm bảo đánh thắng. Một là lãnh đạo chặt chẽ bộ phận điều nghiên, hai là lãnh đạo tổ chức tốt bộ phận bám địch, ba là lãnh đạo bộ phận cắt đường cho tốt. Thế là đi đêm đầu 3C làm tốt còn C7 không đạt, đột chưa hết rào. Thực ra mà nói là tư tưởng không dám vào, tư tưởng con người phức tạp là thế đó. Cuộc đấu tranh giữa cái sống và cái chết không phải là đơn giản. Ngày 15 tháng 2 năm 1969. Xuống đường, mấy ngày nay mình cũng như các đồng chí cán bộ khác tiếu tít về công việc chuẩn bị xuống đường. Đến giờ xuất phát rồi mà vẫn còn phải giải quyết công việc, 13 giờ đơn vị bắt đầu xuất phát, đại đội nào cũng có đồng chí ốm sốt cả. Thiệt gay gâu, đêm nay chẳng móc được bộ phận tiền trạm đã chuẩn bị sẵn để dẫn đường nên đơn vị đi khá vất vả. Đã 3 giờ ngày 16 tháng 2 mà đơn vị cách vị trí chuẩn bị 4 giờ đường nữa, cho nên phải nằm lại cứ 69 đến 12 giờ mới đi được. Sức khỏe của đơn vị giảm sút, nhiều đồng chí sốt không theo kịp đơn vị. Tình hình địch khá căng thẳng, nhảy chụp lung tung, trình độ tổ chức chỉ huy của cán bộ còn khá yếu. Ngày 16 tháng 2 năm 1969. Đêm nay không thực hiện đúng như kế hoạch mà phải nghỉ tại cứ D4 vì tình hình sức khỏe trong đơn vị và việc móc xác không khớp ngày 17 tháng 2 năm 1969. 6 giờ sáng nay đơn vị tiếp tục lên đường mặc dù không móc giáp được với bộ phận tiền trạm nhưng để đảm bảo thời gian trên quy định, Đảng ủy Hà quyết tâm tự tổ chức dẫn đường bám địch và tiếp tục lên đường. Ngày hôm nay đi khá vất vả căng thẳng, chiều nay đi cũng khá liều, có thể nói từ 13 giờ đến 17 giờ toàn đi trên đoạn đường trống, cũng may là chiều nay không có máy bay. Thiệt ai chứng kiến buổi vượt sông của D3 hôm nay cũng phải thốt lên, thật kém quá. Chẳng có tổ chức gì cả, lộn xộn, ồn ào, mất trật tự hết chỗ nói. Chẳng biết ông xanh tổ chức thế nào mà bộ phận đồng chí đang đi trước lại đi lạc với đơn vị và ngay trong bộ phận đồng chí đang cũng lạc nhau. Nội những việc đó cũng gây rắc rối, mất thời gian không ít, không những thế mà còn gây lãng phí đến sức khỏe của đơn vị nữa. Đêm nay một chuyện bất đồng đầu tiên xảy ra giữa mình và ông xanh. Sự việc thì cũng không có gì lớn lắm nhưng nó thuộc về nguyên tắc tập thể lãnh đạo. Trong khi tình hình địch không nắm được người dẫn đường không có mình trao đổi là nên tổ chức trinh sát bám địch và cho đơn vị tiếp tục hành quân để đảm bảo thời gian anh ta phát biểu đồng chí biết đường thì lên dẫn đơn vị đi mình vẫn ôn tồn nói như anh thì còn nói chuyện gì nữa tôi biết đường thì khỏi phải nói anh ta nói bực tức thôi cái kiểu nói đó đi được rồi đồng chí lại muốn nói là phải chấp hành ý kiến chỉ đạo chứ gì mình rất khó chịu trước thái độ đó anh nói tôi kiểu gì kiểu thế nào đây là tôi trao đổi bàn bạc với anh cốt làm sao đưa đơn vị đi đến đúng thời gian quy định. Cậu năm c 8 ngăn mình, thôi anh kế. Và mình không nói nữa. Mình không hiểu anh ta nghĩ như thế nào mà hôm nay phát biểu như thế nữa. Đây không phải là lề lối làm việc mà là nguyên tắc. Dù thế nào mình cũng giữ đúng nguyên tắc đó. Ngày 20 tháng 2 năm 1969 củ chi đất thép thành đồng mảnh đất rực lửa anh hùng này mình đã được nghe qua nhiều thể loại văn học và mình muốn được đến chiến đấu ngay trên mảnh đất thiêng liêng của tổ quốc. Đặt chân trên mảnh đất củ chi, cái cảm giác đầu tiên đến. Với mình là sự tàn khốc của chiến tranh, đâu đâu cũng thấy hố bom đạn, cũng xích xe tăng, cũng dấu vết bom đạn, cũng cây cối ngổn ngang và đâu đâu cũng gặp những người gan góc, trung kiên, đứng thẳng, hiên ngang giữa bom đạn kẻ thù. Giặc đến thì đánh, giặc đi lại ung dung quây quần bên ấm trà thơm, cuộc sống và chiến đấu ở đây thật bình tĩnh và thoải mái như một ông lão nông dân nắm vững thời tiết vậy mình đến xã phước vĩnh an nơi đây vừa trải qua những ngày vật lộn ác liệt với bọn đế quốc mỹ để bảo tồn cuộc sống và chiến đấu kẻ thù đã san bằng tất cả vườn tược nhà cửa cây cối ở đây biến xã này thành nơi bình địa hoang tàn thế nhưng cuộc sống chiến đấu vẫn sôi nổi hào hùng ngay trong lòng mảnh đất quê hương rực lửa trong những đường địa đạo nối từ ấp này qua ấp khác như những người con trung kiên của Phước Vĩnh An vẫn kiên trì cuộc chiến đấu của mình mà không mảy may nao núng. Mọi sinh hoạt ăn uống đi lại nghỉ ngơi về ban ngày đều ở dưới lòng địa đạo cả. Cũng vẫn đảm bảo cơm nước, trà lá, nghe đài tán chuyện rôm giả đàng hoàng. Địch đến miệng hầm này họ vận động đến miệng hầm khác và bất thần từ trong lòng đất nóng bỏng cam thù đó xuất hiện một chiến sĩ và một viên đạn từ đấy bay ra quận ngã kẻ thù. Rồi, cũng người chiến sĩ đó lại ung dung ngồi uống trà với đồng đội ngay dưới hầm mà anh ta vừa chiến đấu những ngày sống ở dưới đây là những ngày tôi thấy tự hào một niềm tự hào chính đáng của dân tộc ta dân tộc anh hùng đã sản sinh ra những người con và những làng xá anh hùng như phước vĩnh an này đối với bộ đội chúng tôi sống ở địa đạo này là lần đầu tiên trong đời mình do đó lúc đầu cũng cảm thấy tù túng khó chịu đi lại hít thở khó khăn điều đó cũng đã đòi hỏi một sự chịu đựng và cố gắng rèn luyện rồi vạn sự khởi đầu nan thật quả đúng như vậy, ngay ngày hôm sau mình đã thấy dễ chịu một chút rồi. Có thế mới hiểu được hết cái vĩ đại của dân tộc ta, cái vĩ đại của cuộc kháng chiến thần thánh chống Mỹ cứu nước này. Ngày 25 tháng 5 năm 1969, đồng dù rực lửa, mình cùng Thanh Lan tiểu đoàn phó nhận nhiệm vụ chỉ huy cánh chủ yếu của trận đánh lớn đêm nay. Nhận nhiệm vụ đó là một vinh dự đồng thời nhiều khó khăn cũng đến với chúng mình. Sau khi đã làm việc với địa phương trong cuộc họp đảng ủy, mình đã đưa những khó khăn đó ra và đã được tập thể bàn bạc giải quyết. Cái thứ nhất là vị trí ém quân sau khi đánh về không có, địa phương chỉ đảm bảo 30 đồng chí, trong khi tổng số của mình là 76 đồng chí. Cuối cùng đành phải giải quyết là số nào chiến đấu ra trước thì vận động cho về Phú Hòa Tây luôn, còn số ra sau sẽ về ém ở vị trí cũ. Thứ hai là lực lượng giải quyết thương binh tử sĩ không có, trong tay mình chỉ có 10 đồng chí tài thương của phòng mà thôi. Do đó mà quyết định vận động một số tại ấp giải quyết tử sĩ còn thương binh thì đơn vị giải quyết, 22 giờ kém 15, hai tổ cắt rào xuất phát sau khi đã được mình động viên giao nhiệm vụ, 23 giờ 30 toàn đơn vị xuất phát. Tiếp cận hàng rào ngoài cùng là 1 giờ 30 ngày 26 tháng 2. Sau khi kiểm tra mũi C7 để động viên nhắc lại nhiệm vụ lần cuối cùng, mình quay lại sở chỉ huy, nghe Lan báo cáo là mũi C8 vào rồi. Lòng mình ngập tràn niềm sung sướng và tin tưởng ở thắng lợi mình theo dõi kim đồng hồ nhích từng nấc một, 2 giờ kém 5, rồi 2 giờ. Giờ gờ đã đến rồi, cả trận địa vẫn im lặng, cái im lặng nặng nề đến khó chịu. Phía mũi C7 thỉnh thoảng địch lại bắn một phát pháo sáng cầm canh. Mình lập tức tung hai cậu trinh sát xuống nắm tình hình. Mình không lo là anh em không đánh được mà lại lo là đơn vị rút ra sẽ gặp nhiều khó khăn do thời gian nổ súng quá muộn. Sau 10 phút, Cậu Trương Trinh sát quay về báo cáo là mũi C8 do cậu năm là mũi trưởng và bản, chính trị viên vẫn còn ở ngoài hàng rào. Một hiện tượng trần trừ do dự xuất hiện, mình thoáng nghĩ như vậy. Và lập tức cử cậu nguyên chính trị viên xuống ngay C8 truyền lệnh của tiểu đoàn là phải lập tức nổ súng, 2 giờ 50 còi báo động rú lên và C8 nổ súng, sau đó là K28, và tiếp đến là C7. Mình chỉ nghe tiếng B40, B41 còn tiếng thủ pháo, AK thì nghe không được rõ lắm, trong những ánh chớp xanh màu da cam và những đám cháy bùng lên dữ dội trong căn cứ địch, mình muốn nhảy tung lên gieo to để san sẻ niềm vui cùng với mọi người. 10 phút đầu kẻ địch hoàn toàn tê liệt sau đó chúng mới chống trả yếu ớt, chủ yếu là dùng máy bay, pháo cối, xe tăng bắn chặn theo lộ số 8 và hướng rút quân của đơn vị. 3 giờ 30 thì mũi C8 ra, mình hội ý với cậu Lan là cho C8 về luôn ngoài bưng ém quân. Chỉ huy sở tụi mình bị địch phản ứng khá mạnh nên phải lùi về bên này lộ 8 tình hình C7 vẫn chẳng nắm được gì cả, mình lại cử trinh sát xuống một lần nữa. Cậu chỉ quay về là 4 giờ 15 thì mũi C7 vẫn còn đang nổ súng, chỉ có hai cậu cắt rào, chế và sơn, ra còn tất cả chưa ai ra cả. Mình chờ đến 4 giờ 30 rồi 4 giờ 45 vẫn không thấy gì cả, lòng dạ mình nóng như lửa đốt. Không còn cách nào khác mình phải cho chỉ huy sở rút về Phước Vĩnh An. Tất cả xuống địa đạo xong là 6 giờ 30. Kết quả trận đồng dù là ta diệt được 1.270 tên, phá hủy 179 xe quân sự có 39 xe tăng, 125 máy bay, 12 pháo, 82 dãy nhà lính gồm 200 căn, 16 lô cốt, 29 hầm ngầm, 4 kho có một kho đạn rocket, một kho đạn pháo, một kho xăng, diệt chỉ huy sở sư, lữ. Ta thu 1 a giờ 15 ngày 26 tháng 2 năm 1969 ém địa đảo. Nếu đến mảnh đất Củ Chi, Quê hương đất thép thành đồng mà chưa sống ở địa đạo lấy một ngày thì có thể nói rằng chưa hiểu hết cái nghĩa đẹp đẽ của bốn chữ vàng đó. Đáng lẽ tối nay đơn vị mình sẽ rời địa đạo này để trở về căn cứ êm thấm. Nhưng một khó khăn mới lại đến thử thách mình và đơn vị. Sáng nay tuổi Mỹ có cả xe càn qua đây nhưng không phát hiện ra, thế mà 14 giờ, chẳng biết hai đồng chí địa phương làm thế nào để bà cá rô phát hiện ra được, thế là nó gọi bộ binh và xe tăng đến chốt ngay trên miệng. Không còn cách nào khác tất cả phải sang miệng khác. Ôi, bò dưới địa đảo, cũng không phải là bò nữa mà có lúc phải trườn, có lúc phải chui đầu xuống trước dùng hai tay mà kéo người theo, có chỗ chỉ đủ chui lọt một người qua thôi. Mình thương cậu Ngọc quá, cậu ta là một chiến sĩ mới quê Nghệ An, hai chân cậu ta đều bị thương, một chân bị gãy thế mà cậu ta đã cắn răng lách theo với tất cả sức mạnh còn lại không một tiếng kêu rên. 18 giờ 30 miệng hầm thứ hai cũng bị địch chốt, vừa đội nắp lên thì địch đá ở trên bắn xuống, lại phải bò sang miệng thứ ba cũng chẳng biết anh em đã ra được bao nhiêu rồi, nhưng đến khi mình ra thì cậu Lan và một đồng chí địa phương đã nằm gần miệng để hướng dẫn anh em ra, tiếp sau mình là một đồng chí địa phương, mình bước được ba bước thì địch từ phía trên cách chừng 50 mét bắn xuống xối xả. Đạn địch lướt qua miệng hầm, mình cũng không biết mình nằm xuống lúc nào nữa, chỉ thấy đạn địch đỏ lừ bay sát qua bụng, qua ngực, qua chân mình. Mình nằm yên không cựa quậy gì cả, à thằng địch này bắn khá sát, khá thẳng hướng đấy chứ một viên đạn đã làm bể cán dao găm trong thắt lưng mình. Vừa ngớt được một đợt, mình tranh thủ trườn xuống một cái hố cách chừng 3 mét sâu 50 phân, ngồi dưới mình mỉm cười, té ra thằng địch cũng chẳng đụng đến cái lông của mình được. Tao khinh rẻ mày, không giờ 30, ngồi quan sát chẳng thấy ai cả, lạ nhỉ, tụi nó chạy đâu hết rồi, chẳng biết có đứa nào việc gì không. Năm chiếc xe tăng bật đèn pha sáng rực, mặc, mình cứ nhắm hướng bưng mà chạy xuống mình chọn một bụi dứa ngay giữa bưng rồi bước vào giữa ngồi suy tính đầu óc mình căng thẳng tiếp tục đi hay ở lại đây ngày mai địch càn đến sẽ đối phó thế nào đây cuối cùng mình quyết định nằm lại để sáng xem tình hình thế nào và để tối mai anh em có ai ra không nằm ở đây cái bụi dứa giữa, giữa bưng này chung quanh là kẻ địch dưới kia dưới địa đạo phước vĩnh an là anh em đồng chí lòng mình cảm thấy cô đơn trống trải quá chừng trời nắng muỗi đốt anh em không biết ai còn ai mất ruột gan mình nóng như lửa đốt, mình nhớ anh em ra giết. Mình cũng thấy tự hào là được chia sẻ cùng anh em trong những lúc gian khổ hiểm nghèo như thế này. Mình mong cho trời chóng tối để liên lạc với anh em. 13 giờ 30 mình rời chỗ nấp ra đi, được vài trăm thước thì gặp hai đồng chí địa phương. Mình cùng họ đi vào chỗ đầu bến, thì gặp thêm một người nữa, chúng mình qua Tân Thạnh Tây thì gặp Lan, Trương, Chỉ. Tụi nó thấy mình mừng quính lên, ôm chầm lấy mình, vì tụi nó tưởng mình đã hy sinh. Tối nay anh em dưới địa đạo tiếp tục ra, tụi địch phát hiện được tập trung bắn dữ dội nhưng rất may anh em thoát, trong đó có thao và bảo. Nghe tình hình dưới địa đạo mà lòng mình quặn đau, kẻ địch vẫn vây chặt, chúng đánh hơi ngạt, đồng chí Lan C8 cơ giới đã hy sinh, còn anh em không biết ra sao, trong đó có cậu nguyên chính trị viên C8 và quý trợ lý phòng. Chờ đến 3 giờ vẫn không thấy ai ra cả, mình đành về trước còn Lan ở lại đón anh em. Ngày 4 tháng 4 năm 1969 đại hội hôm nay tiến hành đại hội đại biểu đảng bộ tiểu đoàn có lẽ chưa lần nào đảng bộ mình lại đông đủ về số lượng và chất lượng như lần này đó là một điều rất đáng mừng nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề phải giải quyết đảng viên mới mà trình độ lao động hãy còn thấp yêu cầu lãnh đạo đòi hỏi cao do đó công tác bồi dưỡng là một vấn đề không thể thiếu được ngay như cậu kha một đảng viên chính thức đấy thế mà trong trận chiến đấu vừa rồi lại hoang mang dao động không hoàn thành nhiệm vụ ảnh hưởng đến đơn vị, uy tín trước giờ không còn. Một năm qua đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị lập được một số thành tích, bước đầu đã có một số trận đạt xuất sắc như trận trảng lớn, đồng dù, nhưng cũng còn nhiều thiếu sót nhược điểm. Là một cán bộ chính trị, là một bí thư đảng ủy, trách nhiệm của mình cũng khá nặng nề. Nhưng mình tin với trình độ khả năng của mình với sự giúp đỡ của cấp trên, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hiện nay ông Xanh và Ngôn đã sang D7, ông Loan D8, Thảm D7, Bảo G8, Tòng T3 về Trong số này thì ông thảm coi bộ có phần ít sốc vác, hăng hái Đại đội 9 đã xuống đường rồi và hiện nay đại đội 86 của d 8 về thay Quân số các đội hiện nay khá đầy đủ, sức khỏe tốt, nhưng trình độ kỹ thuật chiến đấu thì còn thấp Ngày 13 tháng 4 năm 1969 Hôm nay cậu Lan đã dẫn bộ phận điều nghiên đi rồi, cũng chưa biết có phải mục tiêu C0 Nếu là ở đó thì cũng khá vất vả đấy tình hình vừa qua nghe khá căng thẳng tất cả những địa bàn cơ sở bị địch càn tụi nó ủi hết nhưng mình tin lan và anh em sẽ quyết tâm làm tốt nhớ dung lâu nay cũng nhớ nhưng không ra giết như lần này cũng bởi một lẽ là lần này thư ngoài bắc gửi vào khá nhiều phần lớn anh em đều có thư có cậu đến ba bốn lá thế mà mình chẳng có lá nào cả cũng không biết lý do tại sao mình cũng không có ý nghĩ gì nghi ngờ vợ mình cả mình cũng không có lý do gì mà giận vì biết đâu Dung cũng chưa nhận được thư mình hoặc thư Dung chưa đến. Nhưng sao lòng mình vẫn thấy buồn, một nỗi buồn man mác không mãnh liệt mà âm ỉ, dai dứt. Mình tin rằng hạnh phúc giữa mình và Dung sẽ mãi mãi êm ấm thủy chung. Ngày 22 tháng 4 năm 1969 đại hội đảng phòng. Phòng mình mở đại hội đại biểu lần này là lần thứ nhất, đoàn D3 mình có 7 đồng chí. Đại hội lần này thật khẩn trương, toàn phòng đang chuẩn bị xuống đường làm nhiệm vụ mình ngồi ở đây mà đầu óc ở đơn vị biết bao nhiêu việc phải làm của một đơn vị xuống đường mà trong lúc đó ở nhà chỉ có mình cậu bảo thôi sao tránh khỏi gặp những khó khăn thiếu sót nào giải quyết số yếu đau ở nhà nào lo vũ khí trang bị lương thực nào lo giải quyết tư tưởng động viên đơn vị mình không lo lắng sao được vì mình là người chủ trì đơn vị hiện nay toàn đơn vị đều hướng về mình về người đảng viên đê mà họ hết lòng thương yêu ngày 25 tháng 4 năm 1969, xuống đường. Đơn vị đã xuống đường từ hôm qua, trước lúc xuống đường đã được xem văn công cục chính trị biểu diễn. Mình đi sau, cùng một số cán bộ chiến sĩ còn lại. Vì đi sau nên phải đuổi theo đơn vị khá vất vả, đến K9 thì mình đuổi kịp đơn vị. Khí thế đơn vị mình nhìn chung tốt, quyết tâm và có nhiều cố gắng. Nhưng cũng còn nhiều khuyết nhược điểm, mà nhất là hàng ngũ cán bộ. Điểm nổi bật là trách nhiệm quản lý đơn vị ý thức tổ chức kỷ luật của anh em. Ngày 1 tháng 5 năm 1969, vượt dòng sông bé, đoàn mình tiếp tục hành quân luồn sâu xuống vùng địch như một lưỡi dao đang lách từ từ thận trọng vào tim một con ác thú. Lần này mình và đoàn mình lại trở về đất Phước Long và đêm nay chúng mình vượt qua sông bé, con sông đã được đi vào lịch sử của đất nước với bài hát hào hùng. Theo bước chân anh, đoàn mình sẽ làm cho dòng sông bé này mãi mãi dạng người như tên tuổi của nó ngày 8 tháng 5 năm 1969. Đơn vị đang chuẩn bị mọi mặt để xuất phát, chiều hôm qua tiểu đoàn đã làm lễ long trọng trao lá cờ mặt trận cho C8, đơn vị chủ công trong trận này. Khí thế quyết tâm của đơn vị khá tốt, biểu hiện trong tâm tư của tổ cắm cờ khá rõ. Người cắm cờ thứ nhất là đồng chí Tề, đồng chí Tề ngã xuống thì người cắm cờ thứ hai, ba, bốn. Mình hoàn toàn tin tưởng ở quyết tâm của toàn thể cán bộ chiến sĩ trong toàn dê tất nhiên còn phải củng cố và giữ vững nó. Một vấn đề nan giải lại xảy ra, đó là vấn đề gạo. Hiện nay toàn dê cần đến 7 ngày gạo nữa thế mà thực chất chỉ còn 2 ngày. Gạo quy định ăn 6 ngày thì đội 7, 8 ăn 5 ngày đã hết. Hiện nay mình đang bí chưa biết giải quyết ra sao cả. Nhưng dù có phải ăn cháo thì cũng kiên quyết lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu nặng nề trên giao. Vấn đề ăn của đơn vị hiện nay vẫn là một vấn đề phải chú trọng lãnh đạo là bộ đội chiến đấu nhưng việc ăn ở của anh em cũng còn khá yếu, ý thức địch tình, tinh thần cảnh giác còn yếu. Nấu nướng khói lửa, đi lại, phơi phóng phải nhắc nhở nhiều. Nếu không chặt mà để xảy ra như D7 vừa rồi sẽ rất gay gâu, ảnh hưởng không ít đến khí thế của đơn vị. Hiện nay trong hàng ngũ cán bộ không phải đồng chí nào cũng đã nhận thức đúng đắn vấn đề này. Ngày 11 tháng 5 năm 1969, tai nạn chẳng lành thật đau lòng khi đứng nhìn những đồng đội bị thương vong vì chính thủ pháo của mình gây ra. Đó là bốn đồng chí C8 trong lúc cơ động tránh địch do thiếu cẩn thận đã để nổ. Cậu sấn hy sinh tại chỗ, cậu ra bị thương nặng rồi cũng hy sinh, hai cậu bị thương phải đi bệnh viện. Phải chăng đây là một cái rớp đối với D3, một cái rớp rất xấu mà trận nào cũng bị. Nguyên nhân xảy ra là thế này, nghị quyết đảng ủy, nghị quyết tri bộ đều có nêu, cuộc họp nào cũng nhắc nhở, thế năng công tác kiểm tra đôn đốc cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp phân đội còn nhiều thiếu sót. Chính đấy là một trong những nguyên nhân chủ yếu để xảy ra tình trạng mất an toàn trên. Sau khi xảy ra sự việc mình tức lắm, mình triệu tập tất cả cán bộ, bộ đội lại và đưa ra phân tích phê phán một cách gay gắt. Đến bây giờ cán bộ chiến sĩ mới tìm cách này cách nọ khắc phục. Thật mất bò mới lo làm chuồng, đụng địch không hoàn thành nhiệm vụ, là một bí thư đảng ủy dê còn nỗi khổ tâm nào hơn nỗi khổ tâm của mình khi mà đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ, bị tổn thất, trong khi bộ phận cắt rào 6 mũi đã hoàn thành được năm. Mình thiệt không còn biết ăn nói làm sao với cấp trên bây giờ, trong khi D5, đơn vị bạn đã chiến thắng vẻ vang ở Technic. Lần này không phải là mình giao động sợ chết mà nói thiệt là mình bí không biết giải quyết như thế nào. Lần thứ nhất đụng biệt kích, đồng chí địa phương dẫn đường mất, ta bị thương bốn. Mình lập tức trao đổi với ban chấp hành củng cố đơn vị và quyết định cắt đường lách định mà vào cán bộ quân sự, bộ phận điều nghiên đều không dám quyết đoán và không ai đảm bảo đưa bộ đội vào được, trong lúc bộ phận cắt rào đã cắt xong, có tước lộn ruột không cơ chứ. Mình quyết định cứ cắt đi và lấy tổ trinh sát đi đầu. Không biết cắt như thế nào đi giết lại quay trở lại chỗ cũ và lại gặp tụi nó. Đơn vị lần này bị thiệt hại khá, nặng nhất là trinh sát và C8. Đội hình toàn dê rối loạn, thương binh nhiều, bản thân tiểu đoàn không còn nắm được ai cả vất vả lắm mới tổ chức đưa được thương binh ra. Ngày 15 tháng 5 năm 1969, Phước Long, chiến trường gian khổ. Trước lúc xuất quân tiểu đoàn mình có hai ngày gạo ăn mà trong lúc đó phải 7 ngày nữa thì đơn vị mới có gạo. Vì lẽ đó mà sau khi chưa đánh được quay về, toàn dê phải ăn gạo giang cầm hơi để hành quân trở về và chuyển thương binh. Đã 3 ngày ăn gạo giang rồi và rồi đây còn phải tiếp tục ăn cháo nữa. Sức khỏe bộ đôi giảm sút rõ rệt, do đó mà khí thế cũng có phần giảm đi mệt mỏi uể oải nhiều kẻ ra vừa rồi mà đánh thắng thì những vấn đề thiếu thốn gian khổ đó dễ khắc phục hơn và khí thế bộ đội vẫn giữ vững được bây giờ ác nỗi là lại không đánh được ở cái chiến trường này vấn đề vũ khí lương thực thiếu thốn là lẽ thường tình thôi bây giờ thế này đã khá rồi đấy chiến khu đê mà bây giờ ta gian khổ một chút để ngày mai nhân dân ta gia đình ta vợ con ta sẽ sống đầy đủ hơn sung sướng hơn Ngày 24 tháng 5 năm 1969, bình tĩnh trước khó khăn. Đó là một yêu cầu cần thiết đối với một cán bộ. Tình hình đơn vị hiện nay về khí thế, tư tưởng có nhiều diễn biến, nhất là C8 khí thế giảm sút rõ rệt, đặc biệt trong hàng ngũ cán bộ. Cậu nhấn chính trị viên C8 lo lắng và có phần bi quan. Trước tình hình đó mình đã nắm chắc hai khâu quan trọng đó là khâu cho bộ và khâu cán bộ chính đã nắm được khâu chủ yếu đó chi nên đến nay tình hình đơn vị đã tương đối ổn định. Hôm qua tổ chức lễ kỷ niệm một năm chiến đấu và trưởng thành của tiểu đoàn. Qua phát biểu của các đơn vị đã chứng minh khí thế đơn vị khá tốt đó. Bộ phận điều nghiên đã phải quay về, vì hiện nay địch đang bung ra khá mạnh. Ngày 3 tháng 6 năm 1969, chưa đánh thắng chưa trở về. Đấy không phải là do tự ái của con nhà lính mà đấy là lời hứa quyết tâm của toàn tiểu đoàn mình với cấp trên trước lúc xuống đường làm nhiệm vụ. Vừa qua D5 đã hoàn thành nhiệm vụ, họ đã trở về K6 để rút kinh nghiệm và chuẩn bị trận chiến đấu mới, tất nhiên điều kiện mọi mặt họ sẽ hơn mình, còn tiểu đoàn mình vẫn ở đây, ở cái đất phước long gian khổ thiếu thốn này, thiếu đến nỗi nửa tháng nay mình và đơn vị không có được một điếu thuốc hút, đến nỗi bá trà cũng không có để mà hút nữa. Ăn uống thì chủ yếu là muối và cá bánh. Nhưng dù gian khổ thiếu thốn đến đâu tiểu đoàn mình cũng quyết ở đây, ở để đánh thắng một trận rồi muốn đi đâu hắng hay. Bộ phận điều nghiên đã xuất phát 3 ngày nay rồi, tình hình điều nghiên nghe cũng nhiều khó khăn nhưng mình tin rằng anh em sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đơn vị đang khẩn trương chuẩn bị mọi mặt, tình hình sức khỏe đang có nhiều khó khăn, hiện nay toàn Dê đã có 16 đồng chí bị phù rồi chưa nói đến các chứng bệnh khác. Bản thân mình tự nhiên hai hôm nay chân tay nặng như đeo đá không điều khiển được, bước lên bậc không được ngồi xuống đứng dậy không được. Khí thế đơn vị nhìn chung bình thường, chưa có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng cũng không được sôi nổi cho lắm. Dù thế nào đi nữa cũng quyết tâm đánh thắng một trận trên chiến trường chiến khu đê này. Ngày 10 tháng 6 năm 1969 Tin vui, Đài Phát Thanh giải phóng báo tin, ngày 6, 7, 8 tháng 6 vừa qua, Đại hội Quốc dân miền Nam đã họp và quyết định thành lập chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền. Nam, Việt Nam và hội đồng cố vấn do ông huỳnh tấn phát và luật sư nguyễn hữu thọ là chủ tịch đây là một sự kiện lịch sử trọng đại của nhân dân miền nam trên con đường đấu tranh chống mỹ cứu nước để đi tới toàn thắng là một chiến sĩ quân giải phóng một công dân của dân tộc việt nam anh hùng ai không vui mừng trước sự kiện trọng đại đó con đường đi tới thắng lợi hoàn toàn đã sáng rõ hơn bất cứ lúc nào hết là lực lượng vũ trang cách mạng của đảng lúc này hơn lúc nào càng phải nắm chắc vũ khí nắm chắc đường lối bạo lực cách mạng của đảng quyết tâm chiến đấu đến cùng cho độc lập tự do. Hiện nay đơn vị mình đang chuẩn bị khẩn trương để bước vào chiến đấu. Mình quyết đánh thắng trong trận chiến đấu này, ngày 20 tháng 6 năm 1969 chiến thắng Burrard. 0 giờ 34 phút ngày 20 tháng 6 năm 1969, tiểu đoàn mình cùng D7 đã chiến thắng giòn giá cụm quân Mỹ ngụy ở đây. Tiểu đoàn mình đảm nhiệm hai mũi do đội 7 và đội 9 đi đầu. Có thể nói lần này gặp rất nhiều khó khăn, trong lúc mũi 3 của D7 đã điều nghiên xong thì hai mũi của mình chưa qua hết rào. Bộ phận điều nghiên băn khoăn lo lắng. Thấy rõ điều đó nên mình đã tập trung xây dựng quyết tâm cho đơn vị mà nhất là bộ phận điều nghiên. Thắng lợi trong trận chiến đấu vừa qua có thể nói là thắng lợi của công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, của việc thành công trong xây dựng quyết tâm. Trong trận chiến đấu này C7 hy sinh bốn đối, thành, giang, kín, còn mấy đồng chí bị thương nhẹ, thế thôi. Rất tiếc là không thu được cái gì cả. Kết quả theo đài báo, diệt hơn 400 tên, diệt chỉ huy sở trung tâm hành quân Lữ 1 và bộ chỉ huy D1 trên 26 của Lữ 1 sư một anh cả đỏ, 29 đại bác và cối hạng nặng, 5 xe bọc thép, hai khu tập thể, hai nhà đèn, 6 kho xăng, đạn, 30 lô cốt, nhiều nhà ngủ hầm ngầm. Ngày 1 tháng 7 năm 1969, trở về dịa. Theo lệnh dê mình hành quân trở về dịa nhận nhiệm vụ. Dẫu sao nghe trở về dịa lính ta cũng thích, vì về đó sẽ được yên hơn, ăn uống tương đối hơn. Đơn vị mình đi sau D7 một ngày, đi sau cũng có cái hay là cứ theo đường mà đi nhưng cũng có cái dở là đường xá bị lộ, địch có thể ngăn chặn đánh phá. Thiệt không sai, hôm nay cắt vòng tránh biệt kích, dê mình đi qua cái dinh điền đồng xoài thiệt, bể, hết chỗ nói, một khoảng trống trải vượt mất 30 phút, con đường D7 đi qua hôm trước bây giờ nát bét, đỏ loét như một đường ô tô mới làm, lại nằm gần cụm biệt kích Mỹ. Rất may dê vừa qua xong thì chúng đổ quân xuống. Đường xuống hôm trước mà bây giờ B-52 đã đánh lung tung, bắc sông bé, K-6. Thế rồi mọi việc cũng trôi qua, dê mình đã về đến dịa K-7 an toàn. Ngày 20 tháng 7 năm 1969 nhận nhiệm vụ thu. Mấy bữa nay họp đảng ủy kiểm điểm công tác lãnh đạo 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm. Nhiệm vụ thu đối với binh chủng mình khá nặng nề, dê nhận nhiệm vụ hát, cấp sư H4 ở chiến trường có nhiều khó khăn gian khổ nhất, chiến trường mà mình đã hoạt động trong hè, dê mình lại hoạt động độc lập trên một hướng một trục. Trước tình hình này, nhìn lại, dê mình thuận lợi cũng nhiều mà khó khăn cũng chẳng ít. Cái khó khăn nhất là tư tưởng ngại khó, ngại khổ, ngại ác liệt đang phổ biến, nhất là trong số cũ. Nhưng dù thế nào mình cũng quyết tâm lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng là một bí thư đảng ủy. Ngày 1 tháng 8 năm 1969. Nóng ruột, anh Huân cho mình biết ngày N, mình tính toán muốn kịp thì phải hành quân từ hôm nay. Thế là mình đã điện xin ý kiến mà vẫn chưa thấy đoàn chỉ thị gì cả. Các đơn vị bạn đã xuống đường, còn mình vẫn nằm đây, nóng ruột quá. Hay là cứ cho đơn vị đi, đầu óc mình muốn sôi lên mất, làm sao hoàn thành nhiệm vụ đây thiết kế? Làm sao? Làm sao? ngày 8 tháng 8 năm 1969. Ra đi, cũng như mọi lần, hôm nay mình chuẩn bị cùng đơn vị xuống đường để bước vào một mùa thu mới, mùa thu năm 1969, mùa. Thu mà cuộc cách mạng đang bước vào giai đoạn gây gâu quyết liệt nhất. Mình cùng đơn vị sẽ bước vào chiến trường gian khổ ác liệt nhất. Đây là một dịp tốt để thử thách lòng trung thành, ý chí kiên định, tinh thần chịu đựng của mình một lần nữa một cách gay gắt, toàn diện. Dung em và hai con thương yêu ngày mà tổ quốc ta thống nhất không còn xa nữa ngày mà dân tộc ta ca khúc khải hoàn sắp đến rồi giờ đây trước khi bước vào cuộc chiến đấu thực sự cuộc chiến đấu quyết tử với kẻ thù anh muốn tâm sự cùng em nỗi lòng của anh của người chiến sĩ giải phóng quân em con người sinh ra ai không muốn được sống tự do hạnh phúc ai không muốn cảnh gia đình đoàn tụ ấm êm nhưng đế quốc mỹ kẻ thù của chúng ta đã ngang ngược chà đạp lên những quyền thiêng liêng đó vì vậy không còn cách nào khác Chúng ta phải đứng lên cầm súng. Anh tạm biệt em và hai con ra đi theo tiếng gọi non sông. Anh biết em thương nhớ lo lắng nhiều đến anh nhưng chắc rằng em cũng rất tự hào về anh. Em và hai con thương yêu, ngày mai anh sẽ bước vào cuộc chiến đấu ác liệt đầy hy sinh gian khổ. Dẫu rằng anh có mãi mãi xa em và hai con thì anh mong em và hai con hãy đừng buồn. Em, trong cuộc sống chúng ta tuy không gần nhau nhiều nhưng cũng đã để lại cho nhau những kỷ niệm đẹp biết chừng nào mà hai con là niềm hạnh phúc, niềm vui của chúng ta. Anh hoàn toàn tự hào và phấn khởi bước vào cuộc chiến đấu quyết liệt lần này. Anh thấy sung sướng được góp sức mình trong giai đoạn cuối cùng này của cách mạng, anh sẽ làm chọn nghĩa vụ của mình, người đảng viên Cộng sản. Em và hai con thương yêu, ngày mai đây tổ quốc ta sẽ hoàn toàn độc lập, trong ngày vui mừng của cả dân tộc, non sông ta nở rộ hoa tự do, ngày đó nếu vắng anh thì em và hai con hãy vui trong niềm vui chung của dân tộc em nhé hãy chọn những bông hoa hồng, hoa sen đẹp nhất đặt bên hình anh. Anh mong rằng em và hai con hãy chiến đấu suốt đời cho lý tưởng thiêng liêng của đảng, chủ ngã cộng sản, mà anh đã đi. Tạm biệt em và hai con, 18 tháng 9 năm 1969. Không hoàn thành nhiệm vụ thu, trở lại chiến trường Phước Long lần này thật trăm bề khó khăn gian khổ. Trong tình hình đó mình rất hiểu vị trí của mình, người bí thư đảng ủy phải vững vàng kiên định. Thiếu thốn về vật chất lương thực có thể ăn rau rừng, ăn cháo nhưng quyết tâm toàn đơn vị vẫn giữ vững. Trong khi xuất phát hành quân xuống mục tiêu thì lúc 17 giờ ngày 5 tháng 9, đơn vị bị B-52 đánh trúng đội hình hy sinh một bị thương 8, kể cũng còn may, sáng hôm sau chúng đổ quân cách đơn vị chú có 500 mét. Tối vượt sông giạt, nước chảy hết chỗ nói, anh em bị mất mát vũ khí, đồ đạc cũng không phải ít, cậu hệ trôi mất. Lại nhận được tin bác mất, thật là một nỗi đau xé lòng nhưng mình nén đau thương không báo cho đơn vị thầm hẹn trong lòng quyết biến đau thương thành hàng động. Để chấp hành lệnh ngừng bắn của Bộ Chỉ huy miền nên phải tác chiến vào đêm ngày 7 tháng 9, rút lại một ngày. Khó khăn trồng chất nhưng mình hà quyết tâm động viên đơn vị thực hiện bằng được. Đêm ngày 7 tháng 9, do bộ đội cắt rào lạc đường nên đến chậm, một giờ mới đến, lại không quán triệt đầy đủ nên đã không cắt rào. Đơn vị gặp biệt kích nên 3 giờ mới đến, nhưng do chưa cắt rào nên đành phải rút lui. Mình Hà quyết tâm nằm chờ đến đêm ngày 10 tháng 9 tiếp tục đánh, lần này tổ cắt rào C10 do đồng chí thông làm lộ nên đã không đánh được. Trong trận này tụi mình phải chịu đói 5 ngày, mình cũng như anh em, vừa đói, vừa mệt lại vừa tức vì không hoàn thành nhiệm vụ. Anh em đổ ra ở đây không biết bao nhiêu xương máu, mồ hôi mà không đánh được, bảo ai không tức chứ. Chúng tao sẽ không buông tha cho chúng mày đâu, có bác dẫn đường, trên đường xuất kích hôm nay, nghe tin bác mất lòng đau, 9 chiều hát đau lòng cháu bao nhiêu, càng thương tiếc bác càng nhiều bác ơi. Miền Nam 24 năm trời, ngày đêm chiến đấu chưa ngơi phút nào, chỉ mong được đón bác vô, được thấy bác Hồ, cha của chúng con, ước mong giờ đó đâu còn, cả miền Nam quặn đau lòng bác ơi. Hồ Chí Minh, tên bác sống mãi muôn đời, như ánh dương rực rỡ giữa trời tháng năm, trên đường xuất kích đêm nay, con như thấy bác sắt tay dẫn đường. Thiết kế ngày 20 tháng 10 năm 1969 hội nghị binh chủng đây là lần thứ hai mình được dự hội nghị binh chủng toàn miền lần này về gặp lại một số bạn bè lần hội nghị trước gặp anh đạo vào mới cách nhau một năm trời mà binh chủng đã lớn mạnh nhảy vọt đã lập nhiều chiến công vang dội đồng dù technic trơn thành riêng bản thân mình qua hơn hai năm trời sống và chiến đấu trong binh chủng đặc biệt này mình cũng đã trưởng thành theo bước trưởng thành đó mình không dám nghĩ rằng mình đã tài giỏi nhưng mình cũng thấy tự hào và vui vui trong lòng vì đã góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp chung chống Mỹ cứu nước của toàn dân và sự nghiệp xây dựng chiến đấu của binh chủng. Trong bước trưởng thành đó cũng có lúc phạm những khuyết điểm như trận chiến đấu đầu tiên ở trảng lớn này 14 tháng 5 năm 1968, trong lúc tình huống khó khăn mình đã họp tổ đảng ngoài giao quyết định một vấn đề đi ngược với ý định trên, và mình đã nhận ra khuyết điểm đó đồng thời tích cực sửa chữa. Sự nghiệp chống Mỹ cứu nước này mà như di trúc hồ để lại có thể còn kéo dài, nhân dân ta có thể phải hy sinh nhiều của nhiều người. Mình hiểu điều đó, mình biết rằng con đường đi đến thắng lợi còn phải trải qua nhiều thử thách ác liệt hơn nữa mà trong cuộc đấu tranh quyết liệt đó, sự tổn thất hy sinh là một lẽ tất nhiên. Ai dám bảo rằng làm cách mạng là không có đổ máu. Thiết kế này có thể ngã xuống vì độc lập tự do, vì sự nghiệp chống Mỹ thiêng liêng của dân tộc nhưng thiết kế này hoàn toàn không mảy may do dự. Thiết kế sẵn sàng hiến dâng tất cả đời mình cho sự nghiệp đó thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu làm nô lệ. Lời thề đó của non sông Tổ quốc mãi mãi ăn sâu trong trí óc ta. Rồi đây binh chủng càng phát triển, nhiệm vụ càng nặng nề, đòi hỏi ta phải nỗ lực hơn nữa. Ta nguyện làm một chiến sĩ trung kiên của binh chủng đặc biệt của đảng. Ngày 23 tháng 11 năm 1969 sẵn sàng làm nhiệm vụ. Trong đợt đông này, tiểu đoàn mình làm thê đội hai cho đoàn, do đó mà được về đất dịa để củng cố và huấn luyện chuẩn bị cho nhiệm vụ xuân nặng nề. Đợt đông này các đoàn 4, 5, 6, 7, 8, 9 đều đã nhận nhiệm vụ và cũng chưa có tiểu đoàn nào hoàn thành nhiệm vụ cả. Cũng vì lẽ đó mà tiểu đoàn mình được trên báo động sẵn sàng bước vào chiến đấu. Nhìn lại đơn vị qua một tháng củng cố đến nay sức khỏe tương đối hồi phục. Tư tưởng ngại khó, ngại khổ, ngại ác liệt hy sinh cũng được khắc phục một bước. Quyết tâm được xây dựng, khí thế sôi nổi qua đợt phát động học và làm theo di trúc Hồ Chủ tịch. Riêng trình độ kỹ chiến thuật thì còn yếu có thể nói là rất yếu, cũng có lý do là mới bắt đầu học, phải đi lấy gạo xa, nhưng phải nói là tinh thần nỗ lực học tập rèn luyện chưa cao. Bữa nay dự C8 kiểm tra kỹ thuật đã bộc lộ khá rõ điều đó. Đây là một khó khăn cho việc hoàn thành nhiệm vụ tới. Bây giờ, còn ngày nào phải tập trung mọi cố gắng để đẩy mạnh trình độ kỹ chiến thuật lên mới được. Ngày 20 tháng 12 năm 1969, nhiệm vụ mới. Mình sẽ cùng tiểu đoàn đi làm nhiệm vụ chiến đấu ở một chiến trường mới. Chiến trường đó ở đâu mình cũng chưa được biết Trên chỉ cho biết là sẽ đi sâu, đi xa, đi độc lập Tuy vậy, qua phổ biến các mặt công tác chuẩn bị của trên Mình mang máng nhận thấy là sẽ đi về phía chiến trường đồng bằng Mà đó là T2, T3 gì đó Tự, hào, phấn khởi thấy cấp trên tin tưởng, tín nhiệm mình, đơn vị mình Được gánh vác nhiệm vụ nặng nề dù chưa biết nhiệm vụ cụ thể Nhưng mình cũng hình dung thấy rằng đây là một nhiệm vụ có tính chiến lược ở đây khó khăn gian khổ sẽ thử thách lòng trung thành, ý chí thép gan và tinh thần kiên cường bất khuất của mình và đơn vị. Mình thề trước anh Linh bác là dù như thế nào cũng kiên quyết làm tròn nhiệm vụ của một người đảng viên cộng sản, nguyện chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho mục tiêu và lý tưởng của Đảng. Phấn khởi, tự hào, tin tưởng nhưng mình cũng thấy lo, nỗi lo của một đứa con mới ra an riêng. Thôi thì lo đủ thứ, lo làm sao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao, lo làm sao xứng đáng với sự tin cậy của cấp trên lo trình độ còn yếu, lo chiến trường mới sẽ có nhiều bỡ ngỡ, lo làm sao hành quân đến đích an toàn, lo làm sao giữ được bí mật và chấp hành triệt để công tác dân vận, có thể nói là lo muôn mối. Mình nghĩ rằng đây là một dịp rất tốt để tôi luyện thêm ý chí quyết tâm, thêm bản lĩnh trình độ và nhất định mình sẽ là cây lim giữa rừng Trường Sơn. Mấy ngày vừa qua mình ngủ cùng anh 5 phút, người chính ủy G16 trước đây, người phó chính ủy đoàn 429 bây giờ, người đồng chí và cũng là người đồng hương với mình mình sống cùng ảnh đến nay đã gần 2 năm, ảnh đối với mình không vồ vập sôi nổi nhưng thân thiết mặn mà, mình cảm thấy như anh em ruột thịt. Ảnh là người cán bộ chính trị gương mẫu, chân thành đối với đồng chí, bình tĩnh nhưng kiên quyết, giản dị cởi mở, luôn quan tâm đến mọi người. Mình không phải là người được anh săn sóc đặc biệt gì mà ảnh đối với mình cũng giống như đối với những người khác thôi. Nhưng dù sao ảnh cũng là một tấm gương mà mình phải học tập. Bây giờ xa ảnh, Lòng mình thấy quyên luyến nhớ thương và mình thấy ảnh đối với mình cũng như vậy. Ngày 22 tháng 12 trừ 1969. Mình định tâm sự nhiều với, nhật ký, nhưng bây giờ mình bận quá, công việc cứ dối bù lên, vậy cậu thông cảm cho mình nhé. Cậu hãy tin ở thiết kế này sẽ không bao giờ phản bội cậu. Thiết kế sẽ mãi mãi xứng đáng là đứa con sứ Quảng Nam, trung dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ, xứng đáng là một cán bộ của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng hẹn gặp lại cậu ngày chiến thắng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại